Kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Tin Nóng 24 giờ được phát sóng trên kênh Đồng Nai 1, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai vào lúc 19 giờ 45 phút đến 20 giờ hàng ngày. Phương Dung và Minh Tâm rất vui được chia sẻ cùng quý khán giả trong chương trình ngày hôm nay, Tin Nóng 24 giờ, thứ hai, ngày 18 tháng 12 năm 2023. Chương trình sẽ có một số thông tin nổi bật sau đây. Thành phố Biên Hòa bắt tạm giam đối tượng gây rối trật tự công cộng. Lào Cai tạm đình chỉ công tác một hiệu trưởng. Nghệ An triệt xóa đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ hơn 10 kg ma túy. Cảnh giác trước cạm bẫy tài xỉu online. Sáng nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Biên Hòa Đồng Nai đã thi hành lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Nhuần, sinh năm 1964, xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, quy định tại Điều 318 Bộ Luật Hình Sự. Các quyết định nói trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 10 tháng 10 năm 2023, ông Nhuần cùng với 25 người mang theo băng rôn đến trước trụ sở tỉnh ủy Đồng Nai và trước trụ sở đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai ở phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa để khiếu kiện liên quan đến dự án khu đô thị sinh thái kinh tế Mở Long Hưng, thành phố Biên Hòa. Tại đây, ông Nhuần đã kêu gọi số người dân đi cùng có hành động cầm băng rôn, hô hào trong thời gian khoảng 20 phút, gây mất an ninh trật tự. Ngay sau khi thực hiện lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Biên Hòa đã thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc và nơi ở của ông Nguyễn Văn Nhuần để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án. Như đã thông tin, ngay trong những ngày đầu mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an tỉnh Nghệ An đã lập chiến công xuất sắc khi triệt xóa thành công đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô đề liên tỉnh quy mô rất lớn do hai đối tượng cầm đầu, bắt 14 đối tượng, xác định tang số đánh bạc là hơn 200 tỷ đồng. Sau đây là các thông tin mới nhất về vụ án. Cầm đầu đường dây này là hai đối tượng Đinh Thị Thao, sinh năm 1974 và Nguyễn Thị Thảo, sinh năm 1973, cùng trú tại Hà Nội. Giúp việc cho Thao và Thảo còn có nhiều đại lý cấp dưới tại các tỉnh thành Hà Nội, Nghệ An, Ninh Bình. Các đối tượng trong đường dây có nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp, hoạt động rất tinh vi nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng để hoạt động phạm tội. Bước đầu xác định tính từ thời điểm từ đấu tranh chuyên án đến thời điểm bị bắt giữ. Số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc bằng hình thức số lô số đề hơn 200 tỷ đồng. Chỉ riêng ngày 9 tháng 12/2023, tổng số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc là gần 1,5 tỷ đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang mới đây đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai bị can nguyên là cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang. Cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 4 tháng đối với Vũ Thị Thanh Huyền, sinh năm 1969, nguyên trưởng phòng kế hoạch tài chính, và Vũ Thị Thu Hòa, sinh năm 1970, nguyên kế toán Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Kết quả điều tra ban đầu xác định từ năm 2017 đến năm 2020, trong quá trình tổ chức mua sắm tài sản do các trường học bán trú tại các vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, các bị can Vũ Thị Thanh Huyền, Vũ Thị Thu Hòa đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu. Hành vi sai phạm của các bị can được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước với số tiền lớn. Ủy ban nhân dân huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai cũng vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Ngọc Hà, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1, huyện Bắc Hà để xác minh làm rõ các nội dung liên quan theo phản ánh của báo chí về những bất thường trong bữa ăn bán trú ở vùng cao Lào Cai. Trước đó, báo chí đã có phản ánh tình trạng các bữa ăn cho học sinh tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1 không đảm bảo về định lượng theo định xuất quy định, thực phẩm kém chất lượng. Trước phản ánh này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã giao Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Hà chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, khẩn trương kiểm tra, làm rõ, nghiêm túc xử lý vi phạm nếu có,
theo quy định của pháp luật. Sở Giáo dục và Đào tạo đã thành lập đoàn kiểm tra, làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Hà và ngành giáo dục và đào tạo huyện. Tại buổi làm việc, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 đã báo cáo giải trình toàn bộ sự việc liên quan đến phản ánh. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai cũng yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Hà cần ổn định hoạt động giáo dục, công tác bán trú, nội trú, không để ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh. Cảng vụ hàng hải tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, hai thuyền viên trên tàu hàng Gia Bảo 19 bị chìm trên vùng biển huyện Phú Lộc đã được một tàu cá cứu vớt thành công và đưa vào bờ ở thành phố Đà Nẵng. Bảy thuyền viên khác của tàu cũng đã được đưa về cảng Chân Mây, huyện Phú Lộc. Sức khỏe của các thuyền viên trên ổn định. Trước đó, rạng sáng qua, tàu Gia Bảo 19 bị sóng lớn tràn vào hầm hàng và chìm dần xuống biển, cách mũi Chân Mây Đông, huyện Phú Lộc, khoảng 27 hải lý về phía đông bắc. Sau đó, 7 thuyền viên của tàu đã được tàu Hải An Brass cứu vớt an toàn, 2 thuyền viên bị mất tích. Khi gặp nạn, 2 thuyền viên này có mặc áo phao. Thời tiết trên biển lúc này gió mạnh và sóng lớn. Tiếp nhận thông tin, Trung tâm Tìm kiếm Cứu nạn và Hàng hải khu vực 2 đã điều động tàu kết hợp với tàu cảnh sát biển và các tàu cá của ngư dân hoạt động gần vị trí trên khẩn trương tìm kiếm hai thuyền viên của tàu Gia Bảo 19 bị mất tích. Thành phố Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm kiểm tra an toàn thực phẩm phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và lễ hội xuân năm 2024 trong 3 tháng, từ ngày 15 tháng 12, 2023 đến hết 15 tháng 3, 2024. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu công tác thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết, lễ hội và có yếu tố nguy cơ cao, các làng nghề chế biến thực phẩm, các cơ sở kinh doanh, tại các chợ và siêu thị, thanh kiểm tra liên ngành từ cấp thành phố đến cấp xã, phường, thị trấn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm theo đúng quy định của pháp luật. Một đường dây ma túy xuyên quốc gia vừa bị công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An triệt phá thành công, bắt giữ hai đối tượng, thu giữ hơn 10 kg ma túy các loại. Hai đối tượng bị bắt là Thào A Cang, 43 tuổi và Thào A Thông, 32 tuổi, đều trú tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Sáng ngày 15 tháng 12, khi xe khách chạy tuyến Sơn La, Nghệ An có nhiều biểu hiện nghi vấn đến địa phận xã Nghi Kim, thành phố Vinh, công an thành phố Vinh đã nhanh chóng tiếp cận, khống chế và bắt giữ Cang và Thông, thu giữ số tàng vật gồm 7 kg ma túy đá, 2 kg ma túy ketamin, 2 bánh heroin và 12.000 viên ma túy tổng hợp. Bước đầu, hai đối tượng khai nhận đã móc nối với các đối tượng người Lào để giao dịch mua bán ma túy, sau đó vận chuyển ma túy vào Nghệ An và các tỉnh thành phía Nam để phân phối tiêu thụ. Qua các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an phường An Bình, thành phố Biên Hòa bắt quả tang đối tượng Đào Thủy Chung, 33 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận đang tàng trữ trái phép chất ma túy nhằm mục đích bán cho người nghiện tại khu phố 7, phường An Bình, thành phố Biên Hòa. Thu giữ 7 gói màu đen bên trong chứa tinh thể màu trắng, nghi ma túy tổng hợp, có trọng lượng khoảng 40 gram. Hiện Công an đang điều tra mở rộng và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Tại tỉnh Đồng Nai, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa hôm qua đã ra quyết định tạm giữ Cổ Thành Hiếu, sinh năm 1991, ngụ khu phố 3, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa để tiếp tục điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Trước đó, vào lúc 21 giờ ngày 16 tháng 12, Công an thành phố Biên Hòa kiểm tra, phát hiện đối tượng Cổ Thành Hiếu đang thu tiền trả lãi vay của bà Nguyễn Thị Thu Thủy, ngụ ở phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa. Tại cơ quan công an, bước đầu Hiếu khai nhận hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn thành phố Biên Hòa từ đầu năm 2023 đến nay, đối tượng vay chủ yếu là những tiểu thương, buôn bán nhỏ. Số tiền cho vay dao động từ 2 triệu đến 3 triệu đồng với lãi suất 90% một tháng. Hiếu đã cho 5 người vay với tổng số tiền khoảng trên 90 triệu đồng, thu lợi bất chính từ việc cho vay lãi nặng trên 100 triệu đồng. Hiện Công an thành phố Biên Hòa đang tiếp tục xác minh điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Thời
gian qua, dù cơ quan chức năng đã liên tục phát hiện và xử lý những trang web hay ứng dụng quảng cáo trò chơi tài xỉu online vẫn gia tăng mạnh mẽ, đánh đúng vào tâm lý muốn kiếm tiền nhanh chóng, kèm theo những lời quảng cáo như rót mật vào tai. Những trang web này đã lôi kéo không ít người chơi rơi vào cạm bẫy của tài xỉu online. Mời quý vị cùng xem câu chuyện cảnh giác trong phóng sự sau đây. Năm 2021, người thanh niên này thường truy cập vào một trang web chơi tài xỉu online để giết thời gian. Trong lúc dịch bệnh kinh tế khó khăn, anh nghĩ có thể kiếm thêm thu nhập từ trò cờ bạc online này. Tuy nhiên, số tiền nạp vào ngày càng nhiều khiến anh trắng tay lúc nào không hay. Cứ lúc nào rảnh là tôi vào tôi chơi game để đặt cược. Mới lúc đầu chỉ vài trăm nghìn, xong vài triệu. Có những lần đặt lên tới tận 20 triệu. Có những lần thua thì gần cả trăm triệu. Hết sạch cả tiền thì tôi chỉ nghĩ tôi nên dừng lại. Nhưng chỉ được vài hôm thì tôi lại muốn vào chơi để tôi gỡ. Bất kỳ ai cũng có thể chơi tài xỉu online bằng cách đăng nhập vào các trang web hay ứng dụng như 68 Game Bài, 68 Lottery, FB88, Sun Queen, v.v. Đáng nói hơn, các ứng dụng và website này được quảng cáo rầm rộ trên các mạng xã hội. Bên dưới bài đăng, chủ tài khoản đính kèm đường dẫn để mời chào người dùng vào các hội nhóm cá cược hoặc dẫn link sang các trang web cá độ trực tiếp. Các đối tượng xấu còn sử dụng nhiều chiêu trò và có những hình thức quảng cáo rầm rộ như hoạt động từ thiện, phát tờ rơi, thậm chí live stream trực tuyến trên mạng xã hội để thu hút người chơi. Các cái tình trạng mà mua bán live stream cờ bạc, khi mà chúng tôi phát hiện các cái nội dung này thì đều yêu cầu các cái nền tảng, các cái doanh nghiệp, các cái website đều phải ngăn chặn, bỏ các cái dịch vụ này. Và trong trường hợp mà có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì chúng tôi sẽ chuyển cơ quan công an điều tra. Thời gian qua, dù cơ quan chức năng đã liên tục phát hiện và xử lý, tuy nhiên các đường dây cờ bạc trực tuyến được thành lập bởi các đối tượng móc nối với nhà cái quản lý các trang web cờ bạc online có máy chủ đặt ở nước ngoài. Vì vậy, rất khó để có thể kiểm soát và quản lý. Và đặc biệt là đây là liên quan đến nước ngoài. Nhưng do đó có thể chặn được một cái nhóm nào đó, nhưng nó chỉ là một cái nhánh nào đó. Dù hình thức đánh bạc có thay đổi từ trực tiếp thành trực tuyến, ham mê cờ bạc vẫn khiến nhiều người tan cửa nát nhà, sa chân vào con đường phạm tội, tự mình đẩy cuộc sống đến bế tắc. Do vậy, người dùng mạng cần tỉnh táo, không cả tin vào những lời mời gọi để trở thành con mồi sa vào cạm bẫy trên không gian mạng. Thông tin trên cũng đã khép lại chương trình Tin Nóng 24 giờ, chương trình do phòng thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai thực hiện. Chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Tin Nóng 24 giờ ngày mai, 19 giờ 45 trên kênh Đồng Nai 1, Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Nếu có bất kỳ thông tin và hình ảnh gì cần chia sẻ liên quan đến các lĩnh vực đời sống, an toàn giao thông, an ninh trật tự v.v., quý vị và các bạn có thể gửi mail về cho chương trình theo địa chỉ tinnongdongnai@gmail.com. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt.